Bây giờ muốn nói chuyện với chủ đất không? Để anh gọi cho nè. Đang có số chủ đất rồi đó. Anh có nè. Tao gọi là em lên là lên đi đi đặt cọc luôn á. Có số chủ đó không? Có chứ. Gọi không? Gọi để anh gọi luôn ha. Gọi em ra cho anh Vĩnh. Anh kêu đi đấy. Anh Vĩnh điện này nó chút. Lên đó đặt cọc ta đó. Anh có tiền đó mà đặt cọc. Hả? Anh có tiền đó mà đặt nè đất. Ừ. Cái chú đó ở trên núi đâu, trên núi á. Alo. Ờ anh ơi, giờ em đang ở Quy nè, hồi nó vụ đất đai gì đó, giờ em tính kêu Quy lên đặt cọc á sao anh? Bây giờ em tính đưa Quy lên đặt cọc anh nè, bây giờ nó vụ đất đai hôm qua đó. Em lên nói chuyện với anh đó, giờ em tính kêu Quy lên đặt cọc làm sao anh? Sợ đặt cọc em. Giờ đặt cọc nhiêu? Em cũng biết là hai chồng không được nhiêu nữa nè, không biết được nhiêu nữa nè. Hỏi là bán được nhiêu tiền rồi? Được nhiêu đặt nhiêu đấy. Thì tính đặt cọc hình như mấy triệu? Đặt cọc không? Tính đặt cọc trước 2 triệu á. Chú đặt cọc tiền á, đất cái mua đất em đó. Không phải đâu, ý là anh này là anh bán đất cho em kìa. Giờ anh sao nè? Trời, mày bán đất cho em đó. Thì nè, bây giờ kêu em lên đặt cọc 2 triệu kìa. Giờ anh sao, có tiền không? Em chưa biết. Em có tiền đâu, chưa biết đâu. Bây giờ không có tiền thì nói với chủ người ta xíu đi. Thôi, nào có tiền. Nói xíu đi. Alo. Đó, chú có để gì có chú chưa để chứ chưa được cho em được đó, để giờ ngày có chú có điện lại cho em không? Tại vì em không có tiền. Rồi ok. Để giờ ngày được không? Để giờ ngày chú có điện lại thì em nói được. Em nói chú nghe. Rồi ok đó. Có nhận tiền chưa? À, ơi chào em Huy. Chào ha. Ôi sao rồi, hồi tối có anh Vinh gì gọi cho em không? Có anh Vinh, anh tên Vinh gọi không? Không. Anh chủ đất á, cái vụ mà đất đai gì đó. Anh chủ đất hả? Ừ. Chủ đất có điện cho em. Rồi sao rồi? Thì hỏi có đem kiếm đất được chưa? Rồi sao? Thì em nói chưa. Bây giờ anh đang kiếm được rồi sao nè? Em nói chưa. Em nói kiếm chưa đất được. Ý là anh... Thì nói anh có anh chú đó nói kiếm đất được mà 50 triệu gì đó. Thì 20 triệu gì đó cũng thì biết thì anh sẽ về để thực tiết cho em nói chuyện với mấy chú. Là sao? Là chuyện gỡ tiền là mua các nhà các gì đó. Ủa là anh Vinh đó là chủ cái đất anh, mà. Cái chú mà gỡ tiền cho em á. Ừ. Cái chú gỡ tiền cho em để các nhà mua đất á. Ừ. Hỏi em mua đất được chưa, em nói chưa. Chưa kiếm được, kêu em đi kiếm đi. Cô giờ có lô đất kìa, rồi sao không liên hệ đi? Cô vô nó hỏi đất là 20 triệu được rồi. Cái gì đất 20 triệu là sao? 20 triệu á. Miếng mà cái đất nhà nhỏ được rồi. Miếng đâu ra 20 triệu? Vậy đó, thì cô anh nói gì đó, em có biết gì đâu. Bị gài nữa rồi. Đất gì 20 triệu? Không, 20 triệu có. Chứ không phải là không có, em chỉ ở có mình thôi. Ờ, đi ở Dung Chức mà. Hả? Ở Dung Chức à. Ở Dung Chức là sao Phi? Cũng như là mua đất để hòm á. Ôi, nói thẳng luôn hả? Nói mẹ gì? Nói mẹ luôn. Đã ta nói gửi 20 triệu đất, một miếng đất 20 triệu không hiểu luôn hả? Để giải cái hòm vừa vô á. Không, anh đang hỏi thiệt cái vụ mà 100 triệu kìa. Em nhờ anh là đi kiếm đất nhìn kiếm được rồi đó. 100 triệu á chú đó. Chú đó chứ bây giờ chú có điện thoại đó không? Bây giờ anh kiếm được cái lô đất rồi đó. Làm sao? Mà chú em với anh nó chú chưa mặt mặt đâu sao mà biết. Ý là chú nào? Không biết nữa. Là chú nói làm sao? Chú kiếm đất ra 20 triệu. Được rồi. 100 triệu cũng được. Thì bữa em nói với anh là 100 triệu, bây giờ anh đi nói với người ta bên kia rồi. Vậy sao? Ở phường 5 gần đây nè. Trời, bây giờ chú ít không có đi liên lạc em được, ít điện lại á. Chú gửi tiền, nói là gửi tiền đúng không?
Thì nào chú điện lại mới nói được rồi chú rồi. Bây giờ chú ấp điện ra lên điện lại cho em. Kiểu này chết anh luôn rồi. Để từ từ em có anh sao từ từ được anh mới lên dặn người ta nữa mấy ta nói chừa lại giờ người ta rút cái bảng gì luôn rồi anh thấy người ta treo bảng đó gần đất mặt bằng luôn thì cái chú nó nói kiếm 20 triệu đó để chú điện lại em nói chú được. Đó anh đi kiếm là kiếm một miếng đất 100 triệu chứ đâu kiếm 20 triệu. Kêu em đất miếng 200 triệu rồi về xây xe nhựa xe cửa xe nhà đó là 50 triệu đó, chú nói gì đó. Thì sao nó 100 triệu giờ nó lên 200 triệu. Là cắt nhà luôn. Thì... Mua đồ mua này nọ đó về là cắt nhà luôn biết anh không? Hiểu rồi. Không phải là mua đất không? Thì đất riêng nữa. Thì em chỉ nhờ anh là đi kiếm một đất. Kiếm đất 100 triệu. 100 triệu đúng rồi. Bây giờ anh kiếm có rồi. Thì anh kiếm có thì để em liên lạc cho chú nó biết có thì để cho anh nó biết đó chú nói dặn như vậy đó. Rồi bây giờ có nè phải gọi gấp đi chú chưa điện cho em nữa xem em điện rồi chết anh luôn kiểu này thì anh hẹn ta một tuần này phải đi trồng tiền hay sao em biết đó chú có điện chừng nào chú điện lại cho em biết điện được kiểu này chết anh luôn rồi để coi vậy ngày có chú có điện tôi có điện lại cho em không xong gọi đi có thì em điện lại có số không không có thì nói anh nói với anh đừng trả tiền về thì chết anh luôn rồi vì anh lên dặn ta luôn rồi đó. Để đó đây cái sao từ rồi sao bỏ đó được là mình dặn ta rồi. Em nói với chú kiếm em hỏi thôi vẽ em hỏi đất cho chú đó thì bữa em nói là kêu anh đi lên kiếm miếng đất nào 100 triệu cho em coi anh cũng gấp gáp rồi đi tìm quá trời hôm qua gặp ông kia thì ông đang treo bảng cho đúng 100 triệu luôn ông nói kêu em lên đó đi được còn thương lượng đó em cũng điện cho chú được mà như sợ không phải em số nó em biết số nào số nào quan trọng ta lưu lên ghi số, lên bởi vì số nhiều quá em biết số nào hà chú điện loại nói được mua đất được rồi nói con mua đất được rồi chú cũng mua này để em nói gì anh Vĩnh nó là mấy người nào mua đất cho con được rồi đó chú muốn mua thì gửi tiền về rồi kiểu này chết anh luôn rồi. Thì nói có thì có, nói không có thì không có. Em làm khổ anh luôn, đã anh lên qua lên nói chuyện với người ta nữa. Tao đòi đặt cọc nên tao thôi từ từ đã để nói đủ mua đã. Để em nói từ từ. Hai bữa nay lên đặt cọc đi. Thôi em nói từ từ. 2 triệu thôi. Lấy 2 triệu đặt cọc trước đi. Để mất mặt anh không được nữa. Cái này em nói là từ từ, đã có biết ra bên kia mà. Rồi bên kia gì? Bây giờ em bỏ ra 2 triệu đặt cọc đi. Em á, không phải em đâu. Đã nói vậy. Bây giờ người ta đòi đặt cọc kìa. Phải em. Dạo vô anh tôi không? Ta đòi đặt cọc nhiêu cũng được hết. Từ 2 triệu đổ lên á. Em không biết anh chú có điện lại em đó. Giờ sao phí lấy 2 triệu đặt cọc đi. Trời chú kia để điện lại đi mới biết được. Mới mua không mua. Chết rồi. Bây giờ người ta hẹn anh trong một tuần nay nè. Em có tiền em cũng đọc cặp nữa đọc mua đất luôn tại vì em không có tiền thôi đặt cọc. tiền mấy bữa nay đâu hết rồi không có tiền nghe mà đã đủ xài chỉ là lên đặt cọc thôi trước kìa không phải mà mọi giờ nói xong rồi mọi tiền tới liền em không có tiền. Alo dạ chú lại quay con mà con nó kêu chú nó lại quay đâu rồi nói chuyện kìa mày chửi vậy nó lại quay nữa đi alo nó quay còn chửi em không à nó ai vậy nó tin ai tin gì vậy nó tin gì vậy thôi đừng tôi quay nó lên cái mạng nó gửi tiền cho em á con dạ. Chị không muốn coi đó, chị có thể chị lướt qua ha. Nếu nó bằng chung chị ăn được. Chị không muốn coi đó, chị có thể lướt. Chị đâu vậy? Không phải em quay kẹp chửi em rồi kìa. Cái này khán giả. Sợ không sợ? Sợ người ta hả? Sợ giúp đỡ cho em. Anh đây đang sợ đây nè. Không sợ người mà giúp đỡ cho em được. Bây giờ anh đang sợ đi coi đặt cọc tiền của người ta, tiền đất nè. Bây giờ người ta kêu đặt cọc kìa. Em gặp cái chú kia chưa điện thoại đâu mà sao? Ủa sao bữa hấp tấp nói anh rồi đừng nói ai nghe được cho anh đi hỏi nữa mà mấy con phải đi hỏi nữa đừng nói đừng cho ai nghe để cái mua đất cho lượt để cái chú có điện lợi bây giờ muốn nói chuyện với chủ đất không thì anh gọi cho nè đâu có số chủ đất nào nói anh có nè
Tao gọi là em lên là lên đi đi đặt cọc luôn á. Có số chỗ đó không? Có chứ. Gọi không? Gọi đến gọi luôn ha. Rồi em ra cho anh rồi. Vĩnh. Anh kêu đi đấy. Anh Vĩnh điện này nè chút nha. Lên đó đặt cọc người ta đó. Em có tiền đó mà đọc cọc. Hả? Không có tiền đó mà đọc nè đất. À, chờ chú kia điện lại đi. Chú nào nữa? Chú nào đó kêu em đi kiếm đất đó. Bây giờ nói chuyện với chủ tên xíu đi. À, em có biết tên anh cái số đâu. Chú hôm qua điện thoại cho chị, cái chú đó là cái chú bán đất chứ chú nào mà cọc đất chị. Không, chú mà bán đất cho em. Ừ. Cái chú đó ở trên núi đâu, trên núi á. Alo. Ờ anh ơi, giờ em đang ở Quy nè, hồi nó vụ đất đai gì đó, giờ em tính kêu Quy lên đặt cọc á, sao anh? Bây giờ em tính đưa Quy lên đặt cọc anh nè, bây giờ nó vụ đất đai hôm qua đó. Em lên nói chuyện với anh đó, giờ em tính kêu Quy lên đặt cọc lên sao anh? Em cũng biết là hai chồng không được nhiêu nữa nè, không biết được nhiêu nữa nè. Hỏi là bán nhiêu tiền rồi. Được nhiêu đặt nhiêu đấy. Thì tính đặt cọc hình như mấy triệu. Đặt không, đặt cọc không? Tính đặt cọc trước 2 triệu á. Chú đặt cọc tiền á, đất cứ mua đất em đó. Không phải đâu, ý là anh này là anh bán đất cho em kìa. Giờ anh sao nè? Mày bán đất cho em đó. Thì nè, bây giờ kêu em lên đặt cọc 2 triệu kìa. Giờ anh sao? Có tiền không? Em chưa biết. Em có tiền, chưa biết đâu. Bây giờ không có tiền thì nói với chủ người ta xíu đi. Thôi, nào có tiền. Nói xíu đi. Alo. À, cháu có để gì có chút chưa để chứ chưa được cho em được đó, để giờ ngày có chút có điện lại cho em không? Tại vì em không có tiền. Rồi ok. Để giờ ngày được không? Để giờ ngày cháu có điện lại thì em nói được. Em nói cháu nghe. Rồi ok đó. Dạ. Dạ vậy anh ha. Có gì vài bữa để coi thông tin bên kia coi sao. Dạ. Chú là bán đất hả? Ừ. Anh mua gọi đó hả? Thầy người đi hỏi người ta gọi đó làm sao, giờ làm sao? Phải mua gọi thôi. Có thì có về đi. Nói gì đó. Lục. Có gì không cô? Bây giờ sao? Tối nay là liên hệ với là bên đó là tên gì? Bữa nó giúp em 100 triệu gì đó, mua đất. Tên đó. Chú gì đó. Chú chứ tôi... không phải là cô Thanh hả? Không phải đâu. Không phải em, cô Thanh. Em là chú nó em cô Thanh. À là chú. Em nó là quên chú đó, quên tên gì rồi. Để nói là chú đó là em thôi. Bây giờ sao liên hệ với chú đó được nè? Tại vì em mới quên tên nè, em biết tên mà quên nè. Để bữa nó đi, có chú có điện lại không? Tôi lỡ 1 tháng nữa làm sao? Không, để không phải đó, về bữa nè. Về bữa nè chú điện lại có mua kiếm đất được chưa? Nó gì đó, hỏi em kiếm đất được chưa? Đừng về cọc tiền, xây cửa xây gì đó, xây nhà. Rồi bữa tới nay là có gọi lần nào chưa? Có, đợi em mấy phút rồi. Hỏi thăm rồi, ý là... Hỏi thăm rồi, hỏi thăm đất chưa? À, có đất chưa? Hỏi thăm đất chưa? Cái chú đó nó hỏi, nó là em của anh. Em trả lời sao? Thì em nói em đang kiếm. Đó, em nói là em kêu anh Vĩnh ra đang đi kiếm. Ừ. Đó, bây giờ nãy giờ là mình trực tiếp nói chuyện với chủ đất rồi đó. Thì có thì thôi, có thì để em nói với chú kia, có thì em mua. Thôi lấy tiền 2 triệu đi, đặt cọc trước đi. Để có em cho chú đi mua. Rồi bữa giờ lạnh mấy trăm đô rồi, chẳng lẽ không có 2 triệu đi đặt cọc trước đi cho chắc. Thôi, không có tiền đâu mà đặt. Không có tiền đâu mà đặt. Tiền bữa giờ quá trời luôn mà. Để đóng nhà trọ. Thì đóng nhà trọ hoài vậy.
Đóng từ mùng 10 tới giờ mà. Thì đó mà đặt. Bỏ 2 triệu trước đi rồi sau này lấy tiền đó mình trả lại trả về thôi, có gì đâu. Không có đâu mà đã. Em có em cũng đặt rồi. Hay là đi lên đó để giáp mặt với chú đó không? Chưa có tiền, chừng nào có tiền mới giáp. Mình đi coi nền nó làm sao? Chừng nào em có chừng nào có tiền mới đi lại đi coi đất được. Lỡ nó có cỏ, có bụng đồ mình xịt thuốc trước cho Phi xịt thuốc trước đi. Thì sao? Tại vì có thì em vẫn có thì mừng thì mình em mua đất được rồi. Ý là xíu lên thăm được không? Thăm đất được không? Thăm trước thôi có gì đâu. Này này phải có tiền mới đi được. Phải có tiền mới đi được ha. Ở đây đây đi có tiền đi thăm được, đi coi đất thì được. Đó, bây giờ dặn anh thì anh đi tìm là đi gặp chủ đất luôn rồi đó. Anh Vĩnh nói nhiêu rồi nè? Hả? Cái số nợ nói nhiêu? 100 triệu. 100 triệu phải không? Mà giáp mặt người ta còn thương lượng gì đó. Tiền mua không đó rồi mua đất 100 triệu. Không có chú kia nói em mới kiếm mà đất 100 triệu chú đó. Mà em nói kiếm được rồi, kiếm được thì thôi để em lên nói chuyện liên lạc cái chú kia biết đó. Lấy có thì kiếm cái điện lợi, em nói có. Có thì cứ chú kia cho tiền cắt nhà cái gì đó, cắt nhà. Xong qua thấy nói chuyện với anh Hải đồ này kia có không? Từ đất chưa mua nữa mà tính bằng bạc rồi xây dựng luôn rồi. Sớm quá trời. Rồi giờ có đất rồi đó. Thì em mừng thôi, có đất thì mừng. Chưa có tiền nữa, sớm quá trời. Em nói từ từ, em phải hứa. Không giờ Phi chở Vi lên coi đất đó coi. Sao? Em chỉ hứa đâu, em nói từ từ thôi. Đất thấy cây cối nhiều lắm á, cỏ. Chị là cỏ cũng mệt lắm à. Xịt thuốc mà. Đâu mua cát mình lấp lên thôi, cái gì đâu. Em vợ em đòi mua đất chứ em không có tính lớn gì đâu. Chắc Phi tới 20 triệu đủ rồi. Mua đất 20 triệu đủ rồi. Giờ đủ luôn. Giờ đủ luôn hả? Bây giờ sao nè? Để tóm gọn sao để... Để có chung cái điện lợi đi, em nó có. Rồi giờ... Chú mà điện lợi cho em hoài đó, nói mua đất đó, em nói có. Để em, để liên lạc cho anh nuôi, để biết anh Vĩnh biết. Chết luôn. Có thì kia dẫn em đi coi. Không biết chú nó có thật hay không, anh cũng không biết luôn á. Hay là chừng nào gọi để cho anh nói chuyện nghe chung với chú đó sao? Chú đó hả? Ừ. Hẹn đi, bữa nào ông gọi rồi sao đó rồi. Để em bà ông để lại thì nói gặp mặt cả anh đi, nói chuyện chú đó được không? Ừ, đúng rồi. Gặp mặt ở quán phê đi rồi anh nói chuyện với chú đó. Vậy mà nói là cô đó gì lên bữa nay xuống đây lên xuống Việt Nam rồi. Có dẫn đi mua. Đó là em, cô là anh, cô là em, cô Thanh thôi, cái chú nói em. Không phải là cô đó. Chú đó. Trời ơi. Kiếm đặt cái chú đó, cho em kiếm cho em biết gì đâu. Vậy làm cho mình nguyên ngày hôm qua chạy lên chạy xuống, chạy lên chạy xuống nữa. Hẹn ta bữa nay là tính lên đặt cọc luôn, ít 5-10 triệu gì. Sợ ta là bà công chuyện á, sợ bà công chuyện ta không tiện lợi á. Sợ làm công chuyện biết không, ta không điện lợi cho em. Khi người ta rảnh thì người ta điện đó. Rồi giờ vậy đi. Rảnh ta điện cho em mà từ nay hẹn anh với chú nói chuyện. Rồi chừng nào chú nó gọi lại nó là kiếm đất được rồi. Được chưa? Rồi vậy ha. Chừng nào chú điện lợi đi. Anh hứa đâu rồi hẹn cứ gặp mặt cái chú đó đó. Chắc ăn ha. Rồi nói chuyện chú đó. Phải chắc ăn đó. Chứ để anh mất kinh dự anh đó. Rồi vậy ha.